trong số những mẫu xe của Toyota tại Việt Nam. Toyota Yaris có lẽ là đại diện kín tiếng nhất, một phần vì thành công vượt trội của xe Toyota Vios với sự tương đồng lớn về trang bị, đặc biệt là động cơ và tiện nghi. Toyota Việt Nam tiếp tục tung ra Toyota Yaris 2019 All New bản nâng cấp với nhiều cải tiến đặc biệt về thiết kế và tính năng nhằm tạo nên một đối trọng đủ mạnh so với các tên tuổi như Mazda 2 2019, hatchback, xe Suzuki Swift 2019 hay Honda Jazz 2019. Mặc dù không quá nổi bật, song với phiên bản mới và đặc biệt là xu hướng sử dụng các dòng xe cỡ nhỏ đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, thì Yaris 2019 hoàn toàn có thể là một lựa chọn hoàn hảo cho cả gia đình nhỏ. Với kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4.145 x 1.730 x 1.475 mm, mẫu Yaris 2019 mới bề thế và cuốn hút hơn phiên bản hiện tại với chiều dài và chiều rộng tăng thêm 30 mm. Các đường nét cũng được tạo tác tinh xảo và trẻ trung. Những đường thẳng đã biến mất, thay vào đó là những góc nhọn và đường cong mềm mại đầy cá tính. Nổi bật nhất có lẽ là lưới tản nhiệt mạ chrome được thu gọn lại liền mạch hẳn với cụm đèn phía trước, tạo thành một dải kéo sát từ mũi sang hai bên hông. Một thay đổi lớn tiếp theo là lưới tản nhiệt hình thang ngược với những lá kim loại sơn đen bóng bẩy. Nhưng có lẽ gây ấn tượng nhất là hốc đèn sương mù trước, đậm chất nghệ thuật, mang nhiều liên tưởng đến một chiếc xe thể thao thời trang. Cản trước cũng được sơn cùng màu thân xe trẻ trung. Yaris trang bị cụm đèn trước halogen dạng bóng chiếu hiện đại, có tính năng điều khiển đèn tự động, nhắc nhở đèn sáng, đèn chờ dẫn đường tích hợp cả dãy LED chiếu sáng ban ngày, tương tự mẫu xe cao cấp hơn. Nhìn từ bên hông mới có thể cảm nhận được nét khí động học của xe qua những đường dập nổi mềm mại, đặc biệt là tấm ốp ở gầm xe. Bộ la răng 6 chấu cũng thể hiện sự tinh xảo hơn so với bản hiện tại. Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và sơn cùng màu thân xe rất trẻ trung. Trong khi đó, tay nắm cửa ngoài xe lại được mạ chrome nhằm truyền tải một cảm nhận sang trọng hơn. Tương tự như phần đầu và sườn xe, đèn sau cũng được thiết kế rất bắt mắt, liền mạch với một nẹp biển số sơn màu tối. Đuôi xe tròn trịa với cánh hướng gió và anten vây cá phía trên mang đến cái nhìn khỏe khoắn. Đèn sau xe đều là dạng LED hiện đại. Ngoài ra, Yaris 2019 cũng trang bị gạt mưa trước gián đoạn, điều chỉnh thời gian và gạt mưa sau liên tục, đảm bảo một tầm nhìn tốt cho người lái. Mặc dù tổng thể có thể thay đổi, song chiều dài cơ sở của Yaris 2019 vẫn giữ nguyên ở con số 2.550 mm, với không gian không thay đổi nhiều, vừa đủ chỗ cho 4 người lớn. Tương tự như bên ngoài, tay nắm cửa trong cũng được mạ bằng với cánh cửa sổ chỉnh điện, hỗ trợ một chạm và chống kẹt ở vị trí người lái. Bên trong khoang nội thất có màn hình giải trí dạng cảm ứng, kích thước 7 inch cùng hệ thống âm thanh 6 loa. Vô lăng chỉnh tay hai hướng, tích hợp các nút bấm điều chỉnh. Yaris 2019 còn có khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh. Trái ngược với bản hiện tại, thế hệ mới quay về với nét đẹp độc tôn bằng hai tông màu chủ đạo là đen tuyền và ốp bạc ở bảng điều khiển trung tâm, đổ xuống bệ cần số cùng với một số chi tiết ở tay lái. Đơn giản mà ấn tượng. Tay lái ba chấu thiết kế đôi chút khác biệt, được bọc da, tích hợp nút bấm điều chỉnh âm thanh và hỗ trợ chỉnh tay hai hướng, nên người lái sẽ luôn có một tư thế điều khiển phù hợp nhất. Gương chiếu hậu trong xe cũng có nhiều chuyển đổi, qua lại giữa hai chế độ ngày và đêm, đảm bảo người lái tập trung hơn khi chạy xe vào ban đêm. Bên cạnh đó, cụm đồng hồ Omnitron hiện đại, tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin, cung cấp thông số trực quan hơn cho người lái. Tất cả ghế ngồi nội thất đều được bọc da sang trọng. Đây là một bước tiến của Yaris, mang đến cho hành khách một trải nghiệm sang trọng hơn. Tuy nhiên, ghế lái vẫn chỉ hỗ trợ chỉnh tay 6 hướng, còn ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng. Hàng ghế thứ hai gập 60-40 không thay đổi. Các tiện nghi không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm, tiêu biểu như một hệ thống điều hòa tự động, hoạt động ổn định, có các cửa gió thông với hàng ghế sau, giúp cho không khí thoáng mát, lưu thông nhanh hơn trong cabin, đảm bảo cho khoang hành khách luôn thông thoáng và dễ chịu. Yaris 2019 sở hữu đầu DVD cùng hệ thống 6 loa, có hỗ trợ kết nối AUX, USB, Bluetooth nhằm làm đa dạng hóa nguồn phim, nhạc giải trí. Một tính năng không thể không nhắc đến là bộ chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm cùng với khóa cửa điện và khóa cửa từ xa, mang lại sự tiện lợi đáng kể cho người dùng.
Yaris 2019 sử dụng động cơ 2NRFE có mức dung tích 1,5 lít, công nghệ phun xăng điện tử, sản sinh mức công suất tối đa 107 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm. Mức nhiên liệu khi chạy xe ngoài đô thị là 4,9 lít trên 100 km, còn trong nội đô là 7 lít, mức trung bình 5,7 lít, một con số khá ổn với mẫu xe cỡ nhỏ như Yaris. Hộp số tự động vô cấp tiếp tục sử dụng nhằm mang đến những trải nghiệm giản đơn và mượt mà nhất. Bên cạnh đó là kiểu trợ lực điện cho tay lái với cảm giác đánh lái rất nhẹ và dễ dàng. Sử dụng dụng cụ la răng đúc hợp 16 inch với bộ lốp 195/50R16, sở hữu nhiều ưu điểm hơn so với bản tiền nhiệm. Từ cảm giác bám đường cho đến sự khỏe khoắn trong thiết kế. Bán kính vòng quay tối thiểu 5,7 m cũng giúp cho xe di chuyển tương đối linh hoạt trong không gian chật hẹp. Hệ thống treo trước, sau của xe là dạng MacPherson và thanh xoắn, quen thuộc trên các dòng xe đô thị. Cùng với bộ phanh trước, sau dạng đĩa tản nhiệt, đĩa đặc, hiện đại, cảm giác phanh nhạy, yên tâm làm chủ tốc độ. Toyota Yaris G 2019 đang được trang bị công nghệ đèn hiện đại, tiện nghi cũng như vành bánh xe lớn thể thao khỏe khoắn. Lắng nghe các mong mỏi của khách hàng và không ngừng nâng cấp là những điểm mạnh của Toyota. Nguồn trong bản Yaris 2019 khi sở hữu hàng loạt hệ thống an toàn tiên tiến như chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến đỗ xe sau. Ngoài ra, ấn tượng nhất là Yaris trang bị đến 7 túi khí thay vì con số 2 như bản hiện tại, giúp nâng mức an toàn của xe lên một tầm mới. Ngoài ra, khung xe GOA dây đai 3 điểm và ghế trước có cấu trúc giảm chấn thương cổ, cột lái và bàn đạp tự động cũng góp phần không nhỏ đảm bảo an toàn cho người ngồi trong xe. Tính năng an ninh cũng là một điểm rất đáng khen ngợi của Yaris 2019. Ngoài hệ thống báo động tương tự phiên bản cũ, tính năng mã hóa khóa động cơ cũng được bổ sung vào nhằm gia tăng mức độ an ninh cho xe.